Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội vừa có công văn gửi các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông đề nghị tạm dừng cung cấp dịch vụ với 245 số điện thoại vì quảng cáo giao vặt trái phép và phải báo cáo kết quả về Sở trước ngày 10 tháng 9. Theo đó, đã có 15 thuê bao cố định, 230 thuê bao di động thuộc các nhà cung cấp dịch vụ VNPT Hà Nội, Viettel, Mobilephone quảng cáo giao vặt trái phép, chủ yếu với các thông tin mời bán căn hộ, lắp đặt các quang internet, khoang cắt bê tông, cho vay, vân vân. Danh sách 245 số điện thoại vừa bị Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội yêu cầu các dịch vụ đã được Phòng Bưu chính Viễn thông của Sở ra soát, tổng hợp trên cơ sở báo cáo thống kê mới nhất của 7 phòng văn hóa thông tin quận, huyện gồm Ba Đình, Tây Hồ, Thanh Xuân, Hoài Đức, Thường Tín, Đông Anh và Mỹ Đức về tình trạng quảng cáo, giao vặt sai quy định tại các địa phương. Thực tế đây là lần thứ 45 Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội có văn bản yêu cầu các nhà mạng trên địa bàn Hà Nội cắt dịch vụ đối với các thuê bao điện thoại vi phạm quy định về quảng cáo giao vặt, gây mất mỹ quan đô thị.